tối nay mình sẽ đi Lý Sơn nha mọi người. Mà trước khi đi thì mình phải nhét đồ vô bụng. Phượng có đang khó chịu không? Mình sẽ lên cái xe rồi ra tới cảng mình đi dài một vòng. Đây là tô của bé. Cái mày ăn lại dữ. À, cái mày không bỏ rau hả? Không. Ok. Trước khi qua cổng kiểm soát vé, chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách có một chuyến đi tốt đẹp. Bốn làm con mốc con làm vô đó luôn rồi một trăm bốn làm đúng không rồi vô đó luôn. Sao món không ra đều ta? Món hết rồi. Có một người to đúng chưa? Đây là chả cá chiên sốt cà. À, gỏi rong biển. Nói gì? Ngon nha mọi người. Nó chuyện có những nấu món già và ăn. Bạch đồ xào thập cẩm. Món này gọi khi mà cái món khác đã vậy đó. Thank you.
chỗ đi đường này chiêu quá nghe. Đây là đồ ăn Thiên Mây mới cùng Ngọc Thiện mua về, tại vì bên ngoài mưa gió quá. Thêm mắm trên ốc là mắm này chứ hả? Này là mắm mắm xèo. Ủa, mắm ốc lắm bên kia. Mày nấu đỏ cái này. Có chân ốc cũng rồi chứ. Mà cái này mà sao ăn chấm nước nữa hả? Nó luộc ở trong cái nồi to lắm. Thả có cái giấy mọi người. Cái đừng bỏ. Phải kể quá trình đi mua nữa. Hiện nay kể đi nói cái dòng của ta. Thằng mấy nói nhiều quá tôi quên con đường đi rồi. Cái này là ốc gì? Ốc cút. Ốc bù. Ram. Ram gì chị cho anh ơi? Ram sa cá nhưng mà ram này nhìn không có ngon nha. Đây là bánh xèo. Để cái bịch hơi ghê nha mọi người. Đây là nước cà chua. Khá ổn với trong anh. Đây ngon. Chưa kịp uống nè. Mới là tách lớp. Một cái lớp dưới nó vàng. Xin nấu xoài nè. Xoài của okay. Tôi xoài. Mình đem. Không có tài chất lượng mà. Nó bỏ tao. Xong rất nó cứ nổi lên bền lên. Nó tự nhiên đi bộ nó có chống chân tới dưới. Ngoạn ngoạn mà giống tao. Nó cứ xiết cái cổ này nè. Kiểu đứng nước không á. Ừ. Xong rồi cái Thiên kia cầm cái xúc thì cái tao bùi cái ôm cái xúc này nè. Xong tao kiểu cái lên bền như trước nghĩa mãn. Xong tao đúng sợ luôn. Trời ơi, xong Thiên kia kiểu bình tĩnh đi sao bình tĩnh được, má có biết bơi đâu. Xong Thiên kia lôi tao vô. Đúng ghê. Nồng lắm nha. Vừa bước ra được mấy bước cái kiểu. Ủa? Nồng lắm mà tới đây Thiên Kim nè. Là tới đây của tao. Không có tới tao luôn á. Kiểu mất dơ. Trời ơi, tao sợ luôn á. Rồi, được mấy phát. Đây là xoa. Xoa đông biển. À, tao cũng không biết ngon không nữa. Không, lạnh quá. Muốn mới lạnh. Ý là dạ. Con nó có đi xe, mấy đứa cháu không đi mà. Có. Thôi nha. Em ơi. Đủ chưa? Đủ đủ rồi đúng không? Sáng nay Thiên Kim sẽ ăn bún chả cá. Đây là bún bò của Bích Phượng. Mà nó cũng hơi lạ. Đúng rồi. Chả cá nè. Chả cá gì? Thank you.
cái gì nhìn thấy rõ dưới kia luôn vậy, cái gì vậy? Ủa, ê, mày nhìn thấy đáy luôn không Thiện? Trả mặt ra đây, về nhìn camera luôn, đúng rồi. Tao là đứng chính là thằng Tài đang lấy nén Ngọc Thiện nha. Đẹp quá, đó. Rồi lên luôn, sao đâu. Để em giấu tao vét. Trời ơi, tao sợ quá, tao sợ giùm luôn đó. Ba kế bên mình. Ôi, cái cục đá đẹp. Đó, hai chúng tôi lúc nào cũng là người đi cuối cùng. Không giống mấy cái mannequin mà đứng ngoài đường mà. Chở mày ra cái khu tập thể dục của mấy cô hồi sáng nha. Chơi không Kim? Chuẩn bị hả? Chuẩn bị hả? Đứng rộng rồi cho tao. Cũng đóng rồi. Thôi sợ vậy. Chết tài. Cho giới thiệu sợ vậy. Dính rồi. Để cẩn thận đấy em. Để thằng này nó chạy mệt luôn. Rồi, cảnh những em gái chia nhau từng viên thuốc. Không có thuốc xấu nổi hả mấy em? Sao ngồi đó nó dạng ra kệ đi, không thấy luôn, còn lắm mới lùi.